Rồi, chào mọi người, quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên nhắn tin. Rồi, bên em không nhận ship code nha mọi người. Đối với khách mới thì mình đặt mua hàng thì mình chuyển khoản giúp em. Rồi, video hôm nay là mã 210 à, cái mã video là 210. Mọi người mua hàng thì nhắn mã sản phẩm với lại cái video để mình đừng có nhầm lẫn mấy cái video trước ha mọi người. Rồi Nam về ít cái dụng cụ như Nhật nè. Ở đây có hai cây súng xịt cát. Súng xịt cát nha, rất là ít gặp. Cái này thương hiệu của nó xuất cho thị trường Nhật nè. Sản xuất ở Taiwan. Hai cây này test hơi ok. Nó rất là kín hơi, test vô nước không có xì gì hết mọi người. Đây là đường đi cát mà, cát nó lên đường này ha. Vô ống là xài. Đó, hai cây xịt cát nè. Cây này nó có cái nguyên cái ống theo luôn. Rồi, Nam giới thiệu từng món nha. Rồi, đầu tiên là cây mở đá nè. Mở đá lại về cái cây của Top Japan ha. Mở đá của Nhật. Cái này nó thông dụng lắm. Mọi người mở được đá từ nhỏ đến lớn. Cái loại đá mà cho máy cắt cầm tay hoặc là máy máy cắt gọi là cắt bàn đó mọi người. Nhà ban nha, hàng top. Rồi mã là số 1 nha, 200.000. Số 2 là cái con khui rượu của Italy. Khui rượu hàng này của dòng sản phẩm này là của Ý nè. Đó. Nhìn nó khắc hoa văn rất là đẹp nè. Chất liệu cái này thì cũng không rõ là nó bằng gì nữa. Nhưng mà nó rất là chắc chắn, cầm nghe nặng tay. Thùng xịn. Italy ha, Italy xuất Nhật. Này, còn ok hết. Cái chục này là bằng thép mọi người. Chục để nó rút mà. Mình vặn vô xong rồi mình rút lên ha. À đây. Cho nó xuống rồi mình vặn vô cái nút chai ha. Rồi bend lên. Rồi nó sẽ mở nút. Rất là xịn, đẳng cấp. Rồi mã số 2 ha, 300.000. Cô rượu. Số 3. À cái kính này cũng không rõ là cái kính gì nha mọi người. Kính của Nhật. Nói chung cái kính hàng nó là cao cấp. Rồi nó làm vân carbon luôn nè. Nhưng không rõ chức năng nó làm gì. Made in Japan luôn mọi người. Nhìn vô thấy cái như là cái hước trên đây nha mọi người ha. Nó mờ mờ. Nhưng mà nó có một cái mức thang như là hước vậy đó. Em không gọi chức năng nha, bán cho cái bác nào biết. Còn nguyên vẹn nè. Chân nhìn nó nguyên. Kính còn nguyên nè. Rồi bán cho mấy bác nào biết nghiên cứu à, 150 thôi. Mã số 3. Cái thân này bằng giống như nó đúc bằng nhôm. Đây là vỏ vân, vân carbon. Đây nhựa. Trong là hấu kính. Rồi số 4 nè. Về được một cây lít dao. Lít dao này bằng sứ luôn rồi. Lít dao này là nó full nguyên cây bằng sứ nha. Còn
người có xài dao thì sẽ biết cây này hả? Nó có một mặt phẳng và một mặt tròn nha. Sứ. Còn ok, mặt phẳng nè. Sứ cái độ mịn nó rất là cao ha. Cho nên dùng để liếc dao khi mình sử dụng. Rồi mặt số 4 nha, 200 ngàn. Số 5 là cái đây. Bấm số nha. Bấm số mà mấy bác đi máy bay á, sẽ thấy mấy cái cô tiếp viên hàng không á thường dùng cái này để bấm nè. Đếm người ha. Đếm người trên máy bay. Đếm khách. Đó, Japan ba luôn ha, thương hiệu Lion. Rồi, đếm được tới đây là nhiêu ta? 1.000, 9.000, ha, 9.900. Đó, xong mình trả lại ha, trả nó về không trả lại, đến tiếp tục. Rất là nhỏ gọn, mà bàn tay, rất là tiện dụng. Rồi mã số 5, 200 ngàn. Rồi số 6 nè. Về được một cục kẹp mũi khoan nữa nè. Hôm bán nào hỏi nè. Đó giờ có nè, mua đi bác. US nha. Đó chuẩn sức nè, US. Đó. Chui dài ha, gắn máy Nhật. Cái này gắn vô máy bắn vít á. Kẹp được mũi 10 ly trở xuống. Đây. Cái này bằng nhựa nha. Xài thì nó phải chạy nè. Sử dụng rồi nó chạy ha. Kẹp mũi 10 ly trở xuống. Nhẹ nhàng nè. Đây, ví dụ máy này bắn dứt nè. Gắn vô ha. Đó. Kẹp mũi khoan vô nó búa vài cái vậy là nó cứng cái mũi khoan mình, không có cần phải dùng cái tay quay gì mà dặn cái này ha. Mở ra nè, vô nè, xong kích thước nó là chiều dài nó tới 9,5 cm. Rồi mã số 6 ha, 250 ngàn. Số 7, một cây đo hơi của Saban. Của dòng này nó của xe Toyota Moto ha. Là nó để Toyota Moto Japan và nó thiết kế ra để nó kèm theo mấy cái xe mô tô của Toyota. Đó. Mà hãng Toyota. À. Toyota Moto Japan. Đây nó đo được lên tới áp 4 ký mấy nè mọi người, 1 ký nè, 2 ký, 3 ký, 4 ký, 4 ký 2 tối đa. Rồi test ok nha, rất là nhạy. Test trên xe máy ok rồi. Đã test nè mọi người. Cái này nó bằng kim loại. Rồi mã số 7 nha, 200 ngàn. Rất là nhỏ gọn. Mọi người xài xe nhỏ được nè, xe 4 chỗ này kia. Đo mấy xe hơi ha. Rồi số 8, một cái cây kìm bấm móng. Kìm bấm móng tay của đây, Gearbell. Hiệu Gearbell. Còn rất đẹp. Nè lưỡi nè. Lưỡi rất đẹp luôn, không có mẻ. Bén lắm. Đây có lò xo nha. Bấm thử cái móng nè. Đó, bén.
thước 11 cm, bằng thép nè, thép trắng. Dòng này Nhật nó là bằng thép trắng, không có sét. Mấy đồ này nó làm rất là kỹ. Này nó bị ấy nè, chùi ra sao. Mã số 8 nha, 200.000. Rồi số 9 là cái này mọi người. Mấy bác nào mà nuôi thú cưng ha, nuôi mèo nuôi chó này kia, dùng mấy cái này rất là tiện nè, để gắn vô dây xích chó mèo á. Cái này thì dùng cho dây nhỏ nha mọi người, chung kích thước nó là nhỏ, hoặc là mấy cái móc khóa, móc ví, móc này kia, xài đồ nhỏ nhẹ. Cũng này kích thước nó là nhỏ, không có lớn nè, kích thước nó nè, có móc khóa hàng chuẩn Nhật nha, chung hàng xếp Nhật á, thị trường Nhật. Khá là nặng tay chứ không phải nó mỏng te mà nó ấy đâu. Cái này em bán nguyên một bộ nha mọi người. Nè, một bộ là 15 cái ha. 15 cái. Là 15 cái nè, có ghi 15 cái ha, 100.000. Đó, mã số 9, móc quá. Rồi tiếp theo là số 10 là cái đây, cái cảo mắc sên của xe đạp nha. Đây, thương hiệu này của Japan, Shimano, chuyên sản xuất mấy phụ kiện xe đạp này kia, Shimano nè, Japan. Đây, cả mắc sên xe đạp nha. Đó. Đây, cốt nó là 3.2 ly nè. Rồi, cái khoảng không là 18 nè, 12 nè, đó, đo chi tiết luôn, 4 nè. Đó. Cảo sên này mã số 10 nha, 250.000. Rồi, tiếp theo là đây, cái này khá là hay đây, cái dụng cụ để lấy đồ rơi nè mọi người. Ví dụ ốc vít mình làm, mình sửa xe này kia nó bị rơi á. À, nó bị rơi vô hốc kẹt ha, lấy kính này bỏ kéo xuống, nhìn rồi nó ở đâu. À, rồi tiếp theo lấy cái này ha, gấp lên. Đó, gấp lên vậy á. Cái này á, cái móc khóa này là con ốc nó bằng sắt mọi người nè. Cái chốt bên trong nó bằng sắt, cái chốt mà để chịu lực á, còn bên ngoài là bằng cái chất liệu khác. Chỉ có cái cốt này là bằng thép thôi để nó chịu lực cao ha. Nó chịu lực được. Thép thì nó cứng. Đó, cái này em bộ nha mọi người. Một bộ duy nhất thôi nè, kích thước nè. Cỡ 60 á, lúc kéo dài ra 60 á. Đây. Rồi, một cây 500 với lại một cái kính để nhìn, hai cái
cái nha mọi người, 350 nha, mã 11. Rồi, tiếp theo đây. Cây đèn của Panasonic. Đây, đèn nè, đèn LED nha. Trong nó có cái nhân LED bự to đùng nè. Đèn này nó dạng nó cắm ngoài trời nha mọi người, cắm ngoài bãi cỏ, sân vườn này kia. Đó, cái nó chiếu ha, ban đêm bật lên. Đây là nó xài điện 100V nha, hàng Nhật 100V, 9W, công suất là 9W, điện 100V. Đây, dây điện này của nó nè, cục này gì không biết nha, để nguyên vậy. Cắm điện thử đây, người xài nói dài cả ha. Em lấy điện thử ra luôn nha. Đèn nó vàng vậy nha. À. Đó. Chiếu vàng vậy. Rồi. Đèn LED xài điện 100V nha. Cái này có thể bẻ nhiều hướng nè. Bẻ được lên xuống. Cái này cắm dưới đất, này là cây nhựa. Đó, chiều dài nó là 37 nha. Đường kính cái chó này là 55mm. Rồi mã số 12 nha, 400.000. Cái này bằng nhôm luôn nè. Cái này đúc nguyên cái cục này bằng nhôm để chống nước. Nó là cứng, chắc. Không có là bằng nhôm nè. Chỉ dưới đây bằng nhựa thôi, để nó chịu được nước nôi đồ cắm dưới đất. Và mã 12 ha, 400.000. Rồi 13 súng phun cát nè. Con này có dây luôn, có nguyên cục dây của nó đang sử dụng nè. Lại cái đầy đầu để lọc cát nè. Nó lọc sơ qua nè, lọc đúng hạt cát bằng cái lưới này nó bắn qua. Rồi. Cái ống này rất dài luôn, 1 mét, cỡ 1,5 mét. Rồi, vô hơi đường này là bắn thôi ha. Thương hiệu nè. Test ok mọi người. Test rồi. Kính hơi. Bắn cát ok. Mã 13 nha, 800.000. Rồi, cây này cũng mã 14 nha, 800.000 luôn. Đây, con này thương hiệu Astro nè. Astro rụt chút. Hàng này sản xuất ở Taiwan, xuất nhập nè, chui xịn, chui hơi này không dụng, về cắm vô dây là xài nha mọi người, nó không dụng. Rồi đầu thép, đầu bắn cát này đầu thép, đầu này tới 1 phân nha, 1 phân 10 ly á. Này đường vô nè cũng rất là to, cây này xịt lưu lượng nó nhiều nè. Này vô ống nhựa là hút xuống là hỏi thôi nha mọi người, là xài thôi, rất là đơn giản. Mã 14 nha, 800.000, đã test ok luôn, kính hơi không có xì, bắn cá ok. Rồi cái dây này hôm bác nào hỏi nè. Đó, cái dây tự động luôn rồi, dây một chiều á,
dây an toàn thả treo một chiều á, của thương hiệu Fuji Renko của Nhật nè, móc xoay tự do nè. Đây cái này bằng nhôm nè, nó là nguyên một miếng bằng nhôm. Đây nó một chiều như vậy nè mọi người, đó chạy xuống được ha, lên nó sẽ cứng đó, nè nó sẽ treo vậy nó cứng ha, nó là một chiều, mình bấm vô nó sẽ chạy, mà buông ra thì nó giữ rồi nè. Đây là đồ treo nè. Nó ngậm dây 16 mm, mình có thể có dây thì hai dây khác ha, dùng cái bộ này ha, luồn dây qua là nó vô ok 16 ly. Fuji Renko của Nhật, cái này bằng nhôm, nhôm này nó bền nó nhẹ. Rồi cái cọng dây này cỡ 1,5 m mọi người, đón cỡ đó thôi, tầm 1,5 m cái khúc dây này ha, 16 ly. Rồi với móc khóa này kia, với cái bộ này nữa, chung nguyên bộ nè, mã số 15 nha, 600 ngàn. Rồi tiếp theo là cây đây, cây hước của Nhật, Yamayo, thương hiệu Yamayo của Nhật nè, 50 m. Hước này bằng thép nha, nặng 2 kg nè. Cây hước này nặng 1,6 kg nha mọi người. Trên đây nó để là 2 kg gì vậy? Không phải là cây, không phải là trọng lượng cái hước. Như cái lực kéo hay sao? Đó. Trọng lượng thật nó là 1,6 kg 650. Ở đây hước là bằng thép nha, còn rất là mới. Nè. Đó. Yamayo nè. Mắc in Japan sản xuất nè. Cái thép xài nó rất bền mà nó quay vô nó rất là nhanh. Ha. Quay nhẹ mà nhanh hơn cái loại thước dây nhựa quay nặng lắm, thước này quay nhẹ hơn. Rồi đây có cái mũi để chống tâm luôn nè mọi người, chống tâm để mình lấy tâm ngay vị trí mình còn đo. Rồi thước này mã số 16 nha, 500 ngàn. Đây kích thước nó là 30 nè, 30 x 20. Rồi, đem coi. 16. Rồi cái mã 17 em không có. Nên dây thiếu một cái mã 17. Như qua mã này nha mọi người, 18. Qua tiếp theo đó. Rồi tiếp theo đôi dài này nha mọi người, đôi dài da của Van. Dòng này thương hiệu của Van, thương hiệu Mỹ nè. Gần như cái đế rất là đẹp luôn. Đế còn rất là đẹp.
Vâng. Đây, con này size 39 nha. Nè, con lót. Cái dòng này cổ cao mọi người, nó cao hơn mắt cá mình. Đó. Cái này nó làm cái gì, chất liệu gì rất là lạ, đặc biệt. Điểm nhấn. Rồi nó là size 39, chân khoảng 24 mang. Ha. Chân 24 cm ha. Cái chân mình á, từ cái đỉnh xuống tới cái gót chân đó 24 cm là nó vừa. Và mã 18 nha. Đây, 550 ngàn. Bon màu đen. Màu đen. Cổ cao. Cổ cao này hơn cá. Rồi, tiếp theo đôi này của đây, cái đôi này thương hiệu của Trung Quốc. Bolo. Bolo, Bolo cát. Bolo cát ha. Cát thương hiệu của Trung Quốc. Thương hiệu này cũng xuất xuất đi nước khác nha mọi người. Trung hàng nó xuất khẩu. Đây nó có cái logo này nó bằng kim loại nha, nè cái logo con ngựa với cái người cưỡi ngựa bằng kim loại đế nè. Cái này nó giống như dán dài tay nhưng mà nó rất là mềm dẻo cho mình mang nó thoải mái nè. Rồi đôi này cũng là size đôi size 39.5 nha, 39.5 chân 24.5 cm mà ha. Đây chừng khoảng 24.5 cm mà ha. Rồi đôi này mã số 19, 350 ngàn. Rồi cuối cùng đôi giày của đây thương hiệu gà trống nha mọi người, thương hiệu gà trống, thương hiệu này của Pháp, cái thương hiệu gà trống. Đây size 39. Này đời 215. Đây. Mẫu 215 ha. Đây em quay chi tiết nha mọi người xem chi tiết giùm em. Để. Rồi con này size 39 luôn. 39 chân 24 mà ha. Này có cái kiểu này, cái này làm kiểu thôi. Cái này làm kiểu. Cái khóa này làm kiểu cho đẹp. Đó. Gà trống à, có hình gà trống à, heo à. Kiểu này dễ mang, nó êm chân rất là dễ mang, mặc quần jean đồ mang rất là đẹp. Rồi mã 20 nha, size 39 nè, chân 24 cm mang nè, giá 450. Rồi em kết thúc video đây mọi người, cảm ơn mọi người.